Chào quý vị các bạn, hôm nay Phương lại quay lại tác phẩm Si Búp Đũa, mới làm lại bộ chân bệ, khá là ưng, muốn quay và chia sẻ giao lưu với các bạn. Một cây Si Búp Đũa hoàn thiện, đến nay nữa Phương đã làm xong được bộ bệ, form cây rất già. Mình chỉ ghép đá vào thôi chứ, và bỏ đi những cái nó thừa, ví dụ như cái rễ này ngày trước nó dài ra nhưng bây giờ đã đục thu lại đây các bạn này, nó đang phun ra rất là khỏe đây, phun cực khỏe luôn. Bộ bệ đến bây giờ là nó cái màu đá này nó trùng luôn với cái màu da của cây, nên là nhìn từ xa thì rất khó phát hiện đấy là đá. Bạn thân này, thân nó trắng này các bạn. 60 năm tuổi rồi, rất già. Đây các bạn này, nó già thế cơ mà. Một cây si cổ. Mình đang để những cái cành thở này để cho nó thêm một chút u cục nữa. Đây, bộ bông hoàn chỉnh luôn. Chơi tứ diện. Mặt nạ cũng đẹp. Đây các bạn này, đây. Bông mình chia rất đều. Một cái nét riêng của cây mỗi kiểu. Đây các bạn này. Cây mà có những cái nu này. Nu cục này, u biếu này. Đấy, cái này chỉ có thời gian mới có các bạn nhé. Bộ chân bệ phải nói là rất đẹp. Cây này Phương giao lưu các bạn nhé. Đấy, những bạn nào nhà có nhà cổ ấy thì đặt thì đúng là quá tuyệt vời luôn. Đấy, form cây cao tầm 1m2, vành bệ 90, bộ tàn của nó tầm 1m. Từ chân bệ này lên đến bộ tay bông này nó tầm khoảng 65 đến 70. Để các bạn hình dung ra được cái cây này nó tầm như thế. Bạn thấy không? Nhìn rất đã luôn. Rất đẹp. Đây các bạn này. Mình mới ghép đá này được 20 ngày. Đấy. Mà cái chân bệ, chân rễ này nó lên khá là khỏe. Có những cái giàm nó lên đến tận tay găm rồi này. Đây các bạn này, màu nó đã lên như thế này rồi. Tổng một cây mình làm là 13 bông các bạn. 13 bông. Hiện nay cây đang trồng trong một cái chậu
cũng khá hợp hợp với cây. Trời dưới sương mù đẹp quá. Nếu các bạn thấy phù hợp với mình cây này thì hãy liên lạc với số điện thoại của mình là 0974 299 099 nhé. Và Phương sẽ xin kết thúc video ở đây. Chào quý vị các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.